Thưa quý vị, trong nỗ lực làm mới điểm đến cũng như là huy động sự vào cuộc của người dân trong phát triển du lịch cộng đồng, thời gian qua, Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng cũng đã mạnh dạn thử nghiệm các điểm bích họa tại một số khu dân cư. Tuy nhiên, để duy trì và phát huy sức sống của những làng bích họa này vẫn cần sự phối hợp đồng bộ từ các bên. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, từng là một con hẻm bích họa rộn ràng khách du lịch, người dân đến tham quan check-in. Thế nhưng, đến nay, tất cả những điều này chỉ còn là ký ức bởi sự thiếu đồng bộ trong phát triển du lịch cộng đồng. Rất tiếc cho rằng mình thấy cũng vui chứ, thấy người ta đi ra đi vô đông cộng đồng khách du lịch rồi thấy cũng vui chứ. Bây giờ không ai mà chăm sóc hết thì lần thì ba một thôi. Còn ai nữa đâu? Còn ai đi tới đi lui gì nữa đâu? Thật khó có thể hình dung nơi đây từng là điểm thu hút người dân du khách. Trước đó, nhờ sự cộng hưởng của mạng xã hội, du khách đến đông nên nhiều hộ dân cũng mạnh dạn mở bán các vật phẩm lưu niệm, ẩm thực phục vụ khách tham quan, gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, do mang tính tự phát và không được bảo quản, hẻm bích họa 75 Nguyễn Văn Linh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu nay đã lâm vào cảnh xuống cấp, dần rơi vào quên lãng. Để tránh vết xe đổ này, mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đã phối hợp với Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện đường tranh bích họa tại các kiệt hẻm liền kề khu vực Lăng Ông thuộc tổ 12 phường Mân Thái với chiều dài gần 400m, diện tích hơn 1.200m², kinh phí thực hiện 600 triệu đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách của quận. Với chủ đề câu chuyện làng chài, những bức bích họa đa sắc tại đây đã khắc họa một cách sinh động nét đẹp văn hóa, cuộc sống mưu sinh của người dân ven biển Sơn Trà, góp phần làm đẹp không gian sống của người dân, cũng như bước đầu thu hút du lịch. Ngày trước, con đường này cũng bình thường thôi. Nhưng mà sau khi giải bình tranh thì người dân họ thấy là coi như là có cái thẩm mỹ đẹp và quyến rũ tất cả những người dân ở các nơi tới thăm. Khi em và các bạn cùng đến tham quan cái làng này thì em cảm thấy là bản sắc của quê hương của Đà Nẵng là được thể hiện rất là rõ. Hình ảnh những người dân chài biển là em cảm thấy là hình ảnh nó dường như là hàng ngày, nhưng mà khi được lên tranh thì em cảm thấy nó cảm thấy rất là quen thuộc và sống động. Cho nên tụi em cảm thấy rất là thích thú. Làng bích họa này nó chia ra nhiều giai đoạn. Đầu đây là giai đoạn đầu tiên và khởi đầu là cả cái dự án này là của quận Sơn Trà. Với kinh phí của quận hỗ trợ và anh em họa sĩ thành phố Đà Nẵng. Dự án này còn có giai đoạn 2, giai đoạn 3 và mở ra nhiều cái khuôn hướng để tạo ra điều kiện cho người dân ở đây có những cái phát triển bền vững về mặt đời sống kinh tế và làm đẹp cho cái khu phố này. Để những làng bích họa như thế này không rơi vào tình trạng xuống cấp theo thời gian, vẫn rất cần sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía. Làm sao đó cái môi trường luôn luôn là nó xanh sạch đẹp và tạo không gian và không khí kéo được du lịch về tại Mân Thái đây. Thứ hai nữa là kết hợp cùng với doanh nghiệp mở ra những cái không gian, gian hàng, lưu niệm, ẩm thực, khu vui chơi thì như vậy nó mới bền vững được. Về lâu dài, phát triển du lịch dựa vào cộng đồng được đánh giá sẽ là xu hướng, được du khách quan tâm và ưu tiên trải nghiệm. Nếu được đầu tư và thực hiện một cách bài bản, việc phát triển các mô hình du lịch cộng đồng như thế này cũng sẽ góp phần tạo cho người dân cơ hội về việc làm, phát triển kinh tế gia đình thông qua các dịch vụ phục vụ khách tham quan.